không anh? Cây gì là mắc không? Chịu mấy nữa. Rồi dán nữa là tính tiền công riêng à? Như cái phòng nhỏ nhỏ là có nhiêu tiền ta? Mình dán á. Cái phòng mà nhỏ nhỏ dạng phòng đơn á, mình dán cỡ nhiêu tiền ha? Lớn không? Không, nhỏ à. Chắc khoảng từ đây qua đây tới đó à. Là quy tắc gì nè? Ba cuộn trở lại. Ba cuộn à? Là khoảng 3 triệu mấy á hả? And an air condition. Không, vì nãy Hiếu mới qua đây ngồi à. Cái lớp này bằng giấy rồi lớp kia nó bằng mũ hả anh? Đúng rồi. Lớp sau là được nè. Giấy là cái keo lên.